Tiểu sử đồng chí Nguyễn Thái Học. Đồng chí Nguyễn Thái Học sinh ngày 7 tháng 2 năm 1972, quê quán ở xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Ông là một chính trị gia, tiến sĩ, cử nhân luật, người Việt Nam. Ông hiện là quyền bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông từng là ủy viên Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, phó trưởng Ban nội chính Trung ương. Là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Phú Yên. Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy Phú Yên, trưởng ban Ban nội chính tỉnh ủy, Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Phú Yên. Ông có trình độ giáo dục 12/12, cử nhân luật, thạc sĩ chính trị, cử nhân lý luận chính trị, tiến sĩ. Ông gia nhập Đảng Cộng sản ngày 17 tháng 1 năm 1998. Ngày chính thức 17 tháng 1 năm 1999, ông có 8 năm hành nghề luật sư. Ông là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban Ban nội chính tỉnh ủy, Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Phú Yên. Ngày 21 tháng 6 năm 2018, ông nhận quyết định chuyển công tác về Ban nội chính Trung ương và giữ chức Phó trưởng Ban nội chính Trung ương. Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở tỉnh ủy Lâm Đồng, đã diễn ra hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban nội chính Trung ương, Ủy viên Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, được điều động phân công giữ chức vụ quyền bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 17 tháng 3 năm 2024, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định chúc mừng đồng chí Nguyễn Thái Học nhận trọng trách mới của Đảng. Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện, thường xuyên, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng đối với tỉnh ủy Lâm Đồng, Bộ Chính trị đã quyết định điều động và chỉ định đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức quyền Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thái Học bày tỏ niềm vinh dự khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng giao trọng trách nhiệm vụ mới. Đồng chí Nguyễn Thái Học nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Trương Thị Mai và xin hứa quyết tâm thực hiện đúng, đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao để cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trước Đảng bộ, Chính quyền Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí Nguyễn Thái Học bày tỏ sẽ cố gắng phấn đấu làm việc rèn luyện, giữ gìn bản thân thật tốt, đoàn kết gắn bó với đồng chí anh em thật nghĩa tình, sẽ sống và làm việc hết mình theo điều đúng, lẽ phải, tránh xa cái sai, điều xấu để cùng với cán bộ, quân và nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát triển kinh tế xã hội của mình. Ông chia sẻ, tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương và cá nhân của chị Trương Thị Mai. Anh Phan Đình Trạc là sự tin yêu kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng đối với bản thân tôi trước những khó khăn, thử thách đang đặt ra đối với tình hình của tỉnh Lâm Đồng hiện nay. Kể từ hôm nay, ngoài quê hương Phú Yên là nơi tôi sinh ra và lớn lên, tôi xin phép với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho tôi được làm người con của tỉnh, tôi xin nguyện sẽ gắn bó máu thịt, dốc sức chung lòng làm việc, xem Lâm Đồng là quê hương thứ hai của mình. Tôi kính mong được nhân dân tỉnh Lâm Đồng đón nhận và xem tôi như người công dân của tỉnh.